tôi góp lại hết, tôi thoải mái thôi. Chứ còn thì là mất tiền nó không quan trọng. Nếu mà chính vì là cái tiền ở trong đó cho nên nói lại nó mới cầm lên thì là nó mới không trả lại. Thấy không? Chứ nếu mà chỉ có giấy tờ thôi nó không có trả rồi. Điều đó là mình đã ra, mình đã thấy mà phải bay ra phi trường để mình nhờ Vietjet để mà nó search thì nó trả lời là không có, vậy thôi bye bye. Nhưng mà thôi bây giờ ngồi đây chơi với thầy. Đây nè, cái con Thúy nó có cái hình đấy, ngồi nó chụp xe mô tô đẹp lắm. Thầy Bích Dân nói á, hả, là thầy mất tiền không có quan trọng, mất quần mới quan trọng. Nguyên cái thằng đó bắt cái khác nữa, thấy không? Nguyên cái thầy nó không có đây nữa.